Công an Đồng Nai lập tổ an ninh bảo vệ khu vực dự án sân bay cảng hàng không quốc tế Long Thành. Công an tỉnh Đồng Nai vừa lập tổ an ninh với 3 tiểu đội gồm 45 cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị kỹ các kỹ năng chiến đấu và trang bị hiện đại để đối phó với mọi tình huống. Công an tỉnh Đồng Nai đã chính thức ra mắt tổ an ninh với các phương án nhằm bảo vệ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tổ an ninh được cơ cấu thành phần gồm cấp chỉ huy do lãnh đạo phòng cảnh sát cơ động phụ trách, với 3 tiểu đội bao gồm 45 cán bộ chiến sĩ theo công an tỉnh Đồng Nai. Lực lượng này được huấn luyện nhiều kỹ năng chiến đấu với trang bị các loại vũ khí, ứng phó với mọi tình huống. Theo đó, bộ phận này có trách nhiệm tham mưu cho giám đốc công an tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự ở toàn bộ khu vực dự án sân bay quốc tế Long Thành. Các tổ công tác kiểm soát tình hình, làm chủ các tình huống, cơ động chiến đấu ngăn chặn, trấn áp kịp thời các sự việc gây mất trật tự an ninh, xử lý tình huống có các đối tượng hình sự nguy hiểm. Tổ an ninh cũng có nhiệm vụ sẵn sàng chi viện cho công an cấp huyện dưới sự điều động của giám đốc công an tỉnh, đồng thời phối hợp bảo vệ toàn bộ cán bộ cấp cao, các đoàn khách quốc tế, bảo vệ các sự kiện quan trọng trong khu vực.